Chương 7. Hai giờ khuya, viện đánh thức ba gã thổ dân dậy, nạp đạn đầy bốn khẩu súng xong, chàng bước vào lều, lắc mạnh hai gã con trai đang ngủ ngon lành. Văn Lăng trở qua bên kia, co ro trong túi ngủ. Làm gì vậy? Viễn gọi, thức dậy đi săn. Hồ Như Vi ngái ngủ. Đi đâu? Đi săn chứ đi đâu? Tao chỉ muốn ngủ không đi đâu hết. Văn xoay người lại. Với chàng thức dậy bây giờ là một cực hình. Viễn vẫn lắc mạnh vai Văn, khiến anh chàng muốn ngủ cũng không được. Quay qua Hồ Như Vi, Viễn tiếp tục hối. Đừng có lôi thôi, tôi bay lên núi để làm gì? Thức dậy đi, thức dậy. Văn chui ra khỏi túi ngủ, đưa tay dụi mắt, ngáp dài, miệng lèo nhèo không thôi. Hồ Như Vi mắt nhắm mắt mở, mặc áo quần vào. Viễn đưa đèn bấm rọi thẳng vào mặt của mỗi người, mong ánh sáng chói sẽ đuổi được con sâu ngủ đi. Ẩm ự lục đục một lúc rồi mọi người cũng ra khỏi lều. Trước cơn gió lạnh của đêm khuya, cả hai phải rùng mình. Cơn buồn ngủ đã bị đuổi đi. Viễn chui ra sau cùng, vừa mới ngẩng đầu lên, chàng phải giật mình đánh thoát. Trước mặt chàng, Khâm đã y phục chỉnh tề, đang ngồi bên đống lửa, bình thản nhìn mọi người. Viễn bước đến cạnh hỏi, cô thức dậy chi vậy? Đi săn với các anh. Hồ Như Vi quay đầu sang hỏi, Gia Linh đâu? Nó ngủ say quá, gọi mãi không chịu thức. Viễn nói như ra lệnh, cô đừng đi ban đêm trong rừng, sự hiểm nguy lúc nào cũng rình rập bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện rắc rối. Tối nay bận săn bắn, đâu có rỗi rảnh để chăm sóc cô. Tốt nhất cô nên ở nhà. Khâm yên lặng nhìn Viễn một lúc mới nói, tôi không cần các anh chăm sóc, tôi tự biết lo lấy thân, không làm phiền ai. Viễn bực mình, cô sẽ làm phiền nhiều lắm. Trước nhất là cô có thể làm chúng tôi bị phân tâm, còn tâm trí đâu mà săn bắn. Khâm tư lự cúi đầu xuống khơi lửa. Thôi được rồi, các anh đi đi, tôi ngồi đây vậy. Liếc nhanh về phía Viễn, Khâm hỏi, nhưng anh có chắc nơi này có thú rừng không? Viễn hít một hơi dài rồi đáp, có chứ sao không, tôi đã ngửi thấy mùi thú. Khâm có vẻ bất an, đưa mắt nhìn Văn còn vẻ ngái ngủ. Nàng cắn nhẹ môi. Viễn hỏi, cô lo gì? Khâm cúi đầu nói nhanh, không có gì, nhưng các anh nhớ cẩn thận. Viễn cười, trao khẩu súng cho Văn, chàng đùa, sao cô sợ chúng tôi bị thú cổng đi mất hay sao? Quay sang Văn, Viễn nói, cậu xài loại súng này nhé, súng này bắn từng phát một, nếu bắn không trúng mà con thú nhảy chụp tới, nhớ dùng bắn súng đập, chứ đừng có dại mà bóp cò nhé. Vậy tốt hơn, mày cho tao khẩu liên thanh cho chắc ăn. Không được, chỉ có một khẩu liên thanh thôi. Nói thật, súng trong tay tụi mày chỉ để làm cảnh thôi, thì mang thứ nào chẳng được. Văn và Vi mỗi người thủ một khẩu, còn một khẩu được trao cho bà cả thổ dân. Một đoàn sáu người kiểm soát kỹ đèn bấm và đạn dược xong, họ bước vào rừng. Văn quay đầu lại nói với Khâm, Khâm ơi, đốt lửa cho cao ngọn lên đi, tí nữa anh mang heo rừng về chêm nướng. Khâm mỉm cười, đưa mắt nhìn đoàn người khuất dần trong màn đêm của núi rừng. Đột nhiên sự sợ hãi len lén hiện ra, bất giác Khâm la lớn, anh Văn nhớ cẩn thận nhé. Có tiếng Viễn đáp lại, cô yên chí, chúng tôi đông thế này mà cô sợ gì, bảo đảm với cô là tôi sẽ mang về một vị hôn phu lành lặn trả lại cho cô. Họ cười ồ lên rồi tiếp tục bước. Mấy ngọn đèn quét trong bóng đêm càng lúc càng xa, rồi bị nuốt trững trong màn đen dày đặc. Khâm ngồi một mình bên đống lửa, lửa cháy thật cao, bốn bề yên lặng, mặt nàng nhìn thẳng, tai lắng nghe tiếng gió, hòa lẫn tiếng hú xa xa. Chợt Khâm thấy ớn lạnh, nàng đứng dậy, chui vào lều. Gia Linh và Tường Vi đang ngủ say, chiếc đèn bão nơi gốc lều vẫn cháy sáng. Đoàn người đi săn đã vào đến rừng sâu, mọi người đều yên lặng, để khỏi làm kinh động thú rừng. Viễn chia đoàn người ra làm hai toán, một toán gồm có Viễn và Văn và Hồ Như Vi, toán kia là ba người thổ dân, mỗi toán giữ hai khẩu súng. Toán Viễn đi trước. Rừng đen như mực, cỏ ngập gối, mọi người chậm rãi bước. Sau khi nhận súng cho toán hai, vì bây giờ có nhiệm vụ cầm đèn bấm soi đường. Nói đường chứ thực ra họ chen qua gai gốc mà đi, những sợi dây leo chằng chịt vướng víu, những tảng đá hỗn độn là những chướng ngại lớn. Đoàn người mò mẫm bước, chốc chốc lại dừng lại nghe ngóng. Đêm trong rừng đầy vẻ nghẹt thở, đâu đầy hơi thở của thú rừng làm không khí thêm nặng nề. Có tiếng động nhẹ phớt qua trên đầu, đoàn người dừng chân lập tức.
Viễn nâng súng lên, đưa mắt tìm kiếm. Con gì vậy? Văn hỏi. Bầu không khí căng thẳng khiến chàng ngột ngạt. Văn thấy nhớ chiếc lều vải và túi ngủ vô cùng. Xịt. Viễn ra dấu bảo im, nhưng mắt không rời nhìn lên cành lá. Từ phía yên lặng, tiếng động ban nãy đã biến mất. Viễn nói nhỏ, có lẽ là phi thử, nó chạy thoát rồi. Khi săn bắn nhớ đừng lên tiếng. Họ tiếp tục bước. Cảnh đêm như ứ động lại. Viễn ngừng trước một gốc cây to. Văn hỏi, sao không đi nữa? Đừng nói lớn. Viễn vừa nói vừa nhìn vào nơi cành lá xum xuê. Muốn săn mồi phải ngồi đợi thú. Hồ Như Vi tắt đèn bấm, đắn đo nhìn vào bóng tối. Đây là môn thể thao tập tính nhẫn nại. Chúng ta đã đi trên tiếng đồng hồ, vẫn chưa bắn được phát nào. Viễn nói, đi săn suốt 3 ngày, có khi chẳng bắn được phát nào là chuyện thường. Thú rừng cũng có trí khôn, có trực giác trước sự nguy hiểm, đâu có dễ gì giết được. Thổ dân ít sử dụng súng như ta. Họ ven theo con đường mà thú rừng hay thường qua lại mà đặt bẫy, ít tốn sức hơn chúng ta nhiều. Văn buộc miệng, thế tại sao chúng ta không bắt chước họ mà lại đi lung tung như thế này? Đó là lối săn nhà nghề, phải cần một thời gian dài huấn luyện và chờ đợi. Còn chúng ta chỉ đi săn với tính cách tài tử, đâu có thể nào ngồi đặt kế hoạch cho suốt nửa tháng hay 10 ngày được. Hồ Như Vi chợt nói, tôi nghe hình như có tiếng chim kêu. Viện lắng nghe một lúc đáp, đó là tiếng chim ụt, người phương Bắc gọi là chim mèo. Săn ba loại này chẳng sướng tí nào cả. Hồ Như Vi nói, còn hơn là chẳng được cốc gì cả. Viễn chợt đứng bật dậy, chụp ngay khẩu súng. Đừng nói nữa, có thú rồi kìa. Viễn chăm chú nhìn sâu vào bóng đêm. Tinh thần của Phi và Văn cũng căng thẳng theo. Cầm chắc khẩu súng, Văn lấy thế, mắt đầm đầm xuyên thủng màn đêm. Không khí như ngưng động, mà bóng đêm vẫn lững lờ. Văn với Phi chỉ nghe có tiếng chim ụt. Chắc chắn con thú mà Viễn vừa bảo không phải là giống chim này, vì tiếng kêu của nó ít nhất cũng xa đây trên 300 thước. Văn cố nhìn trong đám cỏ rậm. Đêm đã khuya, khí trời khá rét, mà tay chàng ướt đẫm mồ hôi. Con thú kia trốn nơi nào? Văn cắn chặt môi, căng thẳng đợi cho sự xuất hiện đột ngột của con mồi. Trong ốc chàng, lời căn dặn của Viễn vẫn còn đó. Nòng súng chỉ có một viên đạn, nếu bắn không trúng thì nguy. Con thú sẽ nhảy chụp đến, và lúc bấy giờ chỉ còn cách dùng bá súng đập mà thôi. Miệng khô lưỡi cứng, con mồi bây giờ ở đâu? Nó là beo tê giác, cọp, sư tử, voi hay heo rừng? Văn nuốt nước bọt, mắt mở rộng đến cứng mị. Trên đầu chợt có vật gì phóng qua, rồi tiếp theo một tiếng bằng. Tiếng súng nổ khiến Văn giật mình đánh thót. Đến lúc tỉnh hồn, Văn vẫn chẳng hiểu tiếng súng phát ra từ đâu, chỉ thấy một con vật đen thui đang rơi từ trên cành xuống. Có tiếng cười đắc thắng của Viễn, anh chàng lượm con vật lên nói, một chú phi thử, hắn tự nhiên tìm đến cái chết mà. Đây là một loại thú đặc biệt của Đài Loan, nó có thân xác của giống chuột nhưng lại có cánh và là loài ăn đêm. Hồ Như Vi nói, sao nó giống con dơi quá vậy? Viễn đặt con thú lên tay Vi, mày có thấy con dơi nào to đến thế này không? Đây mày giữ hộ, thịt nó ăn ngon lắm, và nó lột ra bán cũng có tiền. Hồ Như Vi cầm con thú không nặng lắm, nhưng những móng vuốt của nó cộng với cái xác của nó mềm nhão khiến chàng phất tởm đưa ra xa, sợ máu rơi lấm áo. Vi nói, giết tôi chết tôi cũng không ăn thịt nó đâu. Văn đánh ực nước bọt, đưa mắt quan sát con vật. Anh chàng thất vọng, chỉ là một con chú phi thử, thế mà tao cứ tưởng là con thú nào ghê lắm chứ. Bắn được phi thử cũng là hay lắm rồi, mày còn mong gì hơn nữa, voi chăng? Văn đỏ mặt, nhớ đến cái lúc đầu óc căng thẳng của mình ban nãy mà quê. Tuy rằng Văn không mong săn được voi, nhưng ít ra cũng phải được một con gì lớn hơn chứ. Viễn vỗ nhẹ vai Văn, ra vẻ đàn anh. Đừng hy vọng quá lớn, cậu nên nhớ rằng đây là núi Kha Bảo, chứ chẳng phải là rừng già Phi Châu đâu nha. Chú phi thử làm cho đoàn thợ săn tài tử phấn chấn hơn. Dù sao cuộc săn hôm nay cũng không đến nỗi phải trở về tay không, cũng có cái để chứng tỏ với bọn đàn bà con gái rồi. Xem xét lại đạn dược, họ tiếp tục đi. Trong tay Viễn là loại súng săn kiểu mới, nòng 22 như súng thường, nhưng có thể bắn được 7 phát liên tục. Theo lời Diễn, để sắm cho kỳ được nó, chàng đã phải mang nợ suốt nửa năm. Ba gã thổ dân không biết đã đi đâu, tiếng súng của Viễn cũng không gọi được họ trở về. Đêm tối trong rừng muốn liên lạc với nhau thật khó. Có điều may mắn là Viễn không xa lạ lắm với cảnh rừng đêm khuya, nên không cần sự trợ giúp của mấy gã thổ dân. Lần mò thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ, cho đến lúc sao đã lặn, trăng đã nhạt.
Như thế có lẽ đêm nay chẳng săn thêm được con thú nào. Đột nhiên trong đám cỏ có tiếng thú di động, đồng thời một tràng kulu kulu, tiếng gáy của chim cu vang lên. Văn nhanh nhẹn nâng cao tay súng để thử thời vận, thì Viễn đã nhảy chụp đến, xô họng súng xuống đất sừng sộ. Sao hồ đồ quá vậy, cậu không phân biệt được tiếng người à? Đó là tiếng mấy người sơn cước, họ khám phá ra được cái gì nên gọi mình đấy. Văn rùng mình, lần đầu tiên tôi mới nghe tiếng gọi lạ lùng như vậy. Người sao không dùng tiếng người mà lại dùng tiếng gì lạ thế? Dùng tiếng người cho thú nó nghe, nó chạy hết sao? Viện nói xong liền trả lời cho đoàn người kia cũng bằng tiếng rúc của con chim cu, rồi chạy về phía đám thổ dân. Văn với Vi theo sau. Đám cỏ gai rối càng dày, Viện bước nhanh không ngại cỏ gai sắt, làm cho cả Văn và Vi đều nghĩ đây là sự khám phá của mấy gã sơn cướp, phải thế nào mới làm cho anh chàng vui như vậy. Quả nhiên trong đám cỏ dày, ba gã thổ dân đang nằm yên hướng tới trước chăm chú quan sát. Thấy Viện bước tới, họ lập tức kéo chàng lại gần, chỉ cho chàng thấy dấu vết trên cỏ. Dưới đám cỏ rậm có lỗ trũng đầy nước và đã trở thành vùng đất cho thú rừng lui tới uống nước. Trên mặt đất mềm, vết chân còn mới, và gần đó có một lớp cỏ bị vẹt đi. Họ xén bớt một lớp cỏ, vết chân chạy dài. Viện lý nhí vài câu với người thủ dân xong đứng dậy. Hồ Như Phi hấp tấp hỏi dồn, còn gì thế, heo rừng à? Viện lắc đầu, không phải, có lẽ là nai hay hươu. Nhìn vết chân họ đoán là nó vừa mới rời khỏi đây không hơn nửa tiếng, chắc còn quanh quẩn đâu đây. Mình phải phân tán mỏng ra, tuyệt đối giữ yên lặng. Ai gặp nó trước thì có quyền nổ súng, nhưng nhớ phải nhắm kỹ, bằng không thì phiền lắm đấy. Đi dọc theo vết chân, Viễn nâng cao súng, mắt nhìn tứ phía dò dẫm từng bước một. Đi được một lúc, cho cả thổ dân ngừng lại, lý nhí một vài câu, đồng thời Viễn nâng súng lên, nhắm mắt về phía gốc cây to trước mắt. Văn cũng nâng súng lên, lăng xăng hỏi, đâu đâu, để tao bắn một phát xem. Thôi để tao. Viễn xô Văn qua một bên. Ngay lúc đó, con thú trước mặt bỏ chạy, vì tiếng người đã làm nó kinh động. Viễn lập tức bóp cò, nhưng đã chậm hết mấy giây nên phát súng chỉ làm con thú sợ hãi chạy nhanh thêm. Gã thổ dân cạnh bên vội bắn thêm một phát nữa, con vật kêu lên rồi chui nhanh vào rừng. Viễn hét, nó bị thương rồi, đừng để nó chạy thoát. Rồi Viễn sổ một tràng tiếng thổ với mấy người sơn cước, xong phóng đuổi theo. Văn cũng ôm súng chạy theo. Không khí căng thẳng kích thích máu anh hùng của Văn. Văn hy vọng rồi mình sẽ bắn được một phát để còn về khoe khoang với Khâm. Theo chân Viễn, mọi người chạy hụt hơi, nhưng con thú vẫn mù tâm. Viễn đứng lại, một con hươu, mọi người chia nhau đi tìm đi, nó bị thương rồi, chạy không xa được đâu. Văn nói, tao theo mày, kỳ này mày để tao bắn nhé. Viễn bực, sang bắn sợ nhất là có người quấy rầy, bằng nãy nếu Văn đừng nói năng lôi thôi thì chú hươu kia chắc chắn không chạy thoát được. Viễn nói, được rồi, để khi nào tao bắn chết nó xong mày bắn bù thêm một phát nữa thì được. Chợt có tiếng Hồ Như Vi, ở đây có vết máu. Mọi người chạy lại, quả nhiên có thấy vết máu. Viễn lên cò sẵn, theo vết máu Văn cũng bước theo. Trời đã bắt đầu sáng, cây lá cũng bắt đầu lờ mờ xanh. Khoảng giữa các kẽ lá đã trắng, đoàn người đi săn không cần phải sử dụng đến đèn bấm vì bình minh đã bắt đầu ló dạng. Ngừng lại trước đám cỏ sậy, dây leo chằng chịt, Viễn có vẻ không vui. Không thấy vết máu nữa rồi, chắc nó đã chui vào động. Hồ Như Phi đề nghị, con mồi bị thương không thể đi xa, vậy sao chúng ta không quay trở lại tìm xem thế nào? Hươu là loài thú tinh khôn, nhất định nó phải ẩn núp đâu đó. Một viên đạn đối với loài thú như nó không đến nỗi nào, nhưng theo tôi thấy chẳng có hy vọng tìm ra nó chút nào cả. Văn phấn khởi hẳn, ừ phải rồi, cứ thử xem, quay lại tìm đi, tôi chưa bắn được phát nào cả, để tôi có cơ hội thử tài xem nào. Họ quay trở lại lục lội trong đám cỏ gai, là loài cỏ mà hươu thích ăn, nhưng con mồi vẫn vắng bóng. Đột nhiên Vi hét to lên, kia kia. Văn hỏi, đâu đâu? Vi đưa tay chỉ về phía gốc cây có tàn lá to như lá chuối, ở đó có bóng dáng con vật lấp ló phía sau thân cây. Không chờ đợi, Văn nâng súng lên, Viện nói lớn, đừng bắn. Văn ngạc nhiên, sao vậy? Viện bước tới lấy ba súng đập mạnh lên thân cây màu nâu rồi nói, đó là một loài thực vật sống bám trên thân cây mục, đừng phí đạn. Thôi về, bây giờ mong rằng về tới trại sẽ có cái gì ăn, tôi đói sắp ngất ngay rồi. Hồ Như Phi đưa cao chú phì thử lên, chúng ta có thể nướng con này ăn là được rồi. Con thú tuy đã chết nhưng đôi mắt nhỏ vẫn mở trừng trừng như hận Vi, khiến Vi rùng mình. Ăn thứ này, cô khác chỉ con người đã biến thành thú dữ đâu.
Dù không hy vọng tìm ra được con mồi đã bị thương, nhưng họ vẫn yên lặng và cẩn thận bước, đồng thời lục lọi tứ phía. Đi được một chập, một gã thổ dân chợt kêu lên một tiếng vì anh vừa thấy vết máu trên lá cây. Đi thêm vài bước, họ phát giác vết chân nhỏ. Lần theo vết chân, đoàn người đi ngược vào rừng. Bỗng Viễn dừng lại, khoát tay ra dấu cho người phía sau đừng đi tới. Con hươu bị thương đang đứng cạnh cây tòng, ngơ ngác nhìn kẻ địch. Viễn nâng súng lên, chưa bóp cò thì đã nghe có tiếng nổ. Con hươu ngã nhào xuống, đồng thời có tiếng Văn hét lên: "Tao bắn trúng rồi!" Vừa nói, chàng vừa bổ nhào về phía con hươu dậy chết. Viễn vẫn chưa buông súng xuống, thấy thế lùi ra sau. Không ngờ bắn súng chạm vào một nhánh cây, một tiếng nổ thứ hai vang lên. Viễn thấy nòng súng của mình tỏa khói. Chàng biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Viễn hét to: "Văn!" Nhưng không còn kịp nữa, viên đạn đã xuyên qua lưng Văn. Văn sững sờ quay lại, chân chùn bước rồi quỵ xuống. Viễn ném súng chạy đến quỳ trước bạn. Đôi mắt của Văn vẫn mở to, đôi môi Văn run run. "Nói cho Khâm biết chính tao đã hạ con hươu này nhé." Viễn gọi: "Văn, Văn!" Đầu Văn nguyễu sang một bên yên lặng. Tia nắng đầu tiên của bình minh xuyên qua cành lá chiếu sáng gương mặt đẹp trai của Văn, và cũng chiếu những lớp da nâu của con mồi.